XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào khán giả của channel. Tiếp tục với chuyên mục review 90 giây ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn đôi nét về một mẫu đồng hồ rất nổi tiếng và được rất nhiều anh em yêu thích của Orient Star với biệt danh vô cùng ngộ nghĩnh, mặt hề. Và mã hiệu của chiếc đồng hồ này đó chính là SKD05002D0. Mặt dial nhìn khá phức tạp với nền màu xanh quen thuộc. Tuy nhiên khi nghiêng các góc và quan sát kỹ hơn thì các bạn sẽ thấy có cả ánh tím đan xen. 12 cọc số kim loại được làm nổi, riêng cọc số 12 giờ được thể hiện bằng số La Mã và các mốc giờ đều có gắn dạ quang. Dưới mốc 12 giờ chúng ta có kim xăng báo năng lượng của COT, thể hiện năng lượng còn lại của cỗ máy cơ 40S60 in-house. Góc 9 giờ là ô cửa sổ open heart hở tim rất đẹp, giúp chúng ta có thể quan sát được trọn vẹn hoạt động của phần COT bên trong. Và từng giây trôi qua được thể hiện trên phần sub-dial màu bạc ở góc 6 giờ. Kim giờ, kim phút được làm to bản gắn dạ quang, tuy nhiên thì theo cá nhân tôi, chúng khá thô vì có phần đuôi hơi dài. Phần lộ máy tinh tế hình cánh cung rất hẹp từ góc 4 giờ đến 8 giờ đã khiến cho chúng ta liên tưởng ngay tới nụ cười bí hiểm của một chàng hề. Với một mắt mở to là trái tim open heart và một mắt nháy là khoảng hở hình tam giác góc 2 giờ. Rất thú vị phải không anh em? Vì là dòng Orient Star nên phần dây đeo được gia công rất mượt mà. Cỗ máy với 24 chân kính cho nhịp đập 21.600 VPH, khả năng kháng nước 100m và với size mặt là 41mm thì sẽ rất phù hợp với cổ tay của nam giới Việt Nam. Và để cảm nhận chân thực hơn thì các bạn hãy đến ngay các cửa hàng của chúng tôi để cùng trải nghiệm. Tại XWatch, chúng tôi đảm bảo 100% hàng chính hãng, bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ với cả lỗi của người dùng. Hân hạnh được cung cấp dịch vụ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. XWatch bảo hành 5 năm cho cả lỗi của người dùng, đầu tiên và duy nhất tại